Cúp bóng đá châu Phi CAN 2023 dự kiến diễn ra từ ngày 13 tháng 1 đến 11 tháng 2 năm 2024 tại bờ biển Nga. Đây là phiên bản thứ 34 của giải đấu cao nhất của bóng đá lục địa đen. Senegal đang là đương kim vô địch của giải đấu. 24 đội tuyển sẽ tranh tài trên 6 sân vận động ở 5 thành phố của bờ biển Nga để tìm ra nhà vô địch của bóng đá châu Phi. Sau đây là tổng quan về 6 sân vận động tại CAN 2023. Sân vận động Alassane Ouattara là sân bóng lớn nhất tại CAN 2023. Đây sẽ là địa điểm diễn ra trận khai mạc của giải đấu giữa bờ biển Nga và Guinea-Bissau vào ngày 13 tháng 1. Sân vận động này được khởi công xây dựng vào ngày 22 tháng 12 năm 2016 trên khu đất rộng 20 ha, cách trung tâm thành phố Abidjan khoảng 20 km về phía bắc. Sân vận động chính thức được khánh thành vào ngày 3 tháng 10 năm 2020 và được đặt theo tên của Tổng thống bờ biển Nga Alassane Ouattara. Chính phủ bờ biển Nga chịu trách nhiệm chi trả một phần chi phí của dự án, số tiền còn lại do Trung Quốc cung cấp. Kinh phí xây dựng sân vận động này là 143 tỷ franc CFA Tây Phi, tương đương 257 triệu đô la Mỹ, trong đó Trung Quốc chi trả 63 tỷ franc CFA Tây Phi. Gần như toàn bộ công việc từ thiết kế đến xây dựng đều do các công ty của Trung Quốc đảm nhận. Sân bóng này được đặt biệt danh là Khải Hoàn Môn, với 96 cột bao quanh toàn bộ cấu trúc. Những cột này vừa đóng vai trò là điểm nhấn của mặt tiền, vừa là giá đỡ cho mái sân vận động. Sân vận động Alassane Ouattara có kích thước 290m x 270m và chiều cao 51,4m. Khán đài được chia thành 3 tầng, chỉ có tầng thứ 3 không phải là một vòng liên tục, mang đến sức chứa 60.000 khán giả cho sân vận động. Toàn bộ chỗ ngồi đều đã lắp đặt ghế đơn, được khảm ngẫu nhiên bằng 3 màu sắc cam trắng xanh, là những màu sắc trên quốc kỳ của bờ biển Nga. Mái sân vận động được hỗ trợ bởi 32 dầm mái rộng rãi, nhưng chỉ che phủ toàn bộ tầng thứ 3 và một phần tầng thứ 2 của khán đài. Tại CAN 2023, sân vận động Alassane Ouattara sẽ tổ chức 10 trận đấu, bao gồm 6 trận vòng bảng, 1 trận vòng 16 đội, 1 trận tứ kết, 1 trận bán kết và trận chung kết của giải vào ngày 11 tháng 2. Stade Félix Houphouët-Boigny là sân bóng thứ hai ở thành phố Abidjan tại CAN 2023. Sân vận động có biệt danh là Le Félicia nằm ở quận Plateau, trung tâm Abidjan, được xây dựng từ thời thuộc địa vào những năm 1930. Ban đầu được đặt tên là Stade Gilles André. Sân vận động Félix Houphouët-Boigny bắt đầu được cải tạo cho CAN 2023 vào tháng 4 năm 2020 và chính thức mở cửa trở lại vào ngày 13 tháng 10 năm 2023. Với chi phí cải tạo 65,3 tỷ franc CFA Tây Phi. Sau cải tạo, Stade Félix Houphouët-Boigny được trang bị một đường chạy điền kinh, được bao quanh bởi các khán đài có sức chứa 30.000 khán giả. Các khán đài thấp dần từ Tây sang Đông, được trang bị ghế nhựa có màu sắc đặc trưng trên quốc kỳ bờ biển Nga. Trong đó, khán đài chính nằm ở phía Tây. Khán đài được bao phủ hoàn toàn bởi một mái che màng trắng. Một phần mái sân vận động phía trên khán đài chính được dùng để lắp đặt các tấm quang điện. Dưới mái sân vận động, các đèn pha được lắp đặt. Hệ thống chiếu sáng còn bao gồm hai cột đèn ở phía đông. Mặt tiền sân vận động được bao quanh bởi các kết cấu trang trí. 10 trận đấu của CAN 2023 sẽ diễn ra tại Stade Félix Houphouët-Boigny, bao gồm 6 trận vòng bảng, 2 trận vòng 16 đội, 1 trận tứ kết và trận tranh hạng 3. Stade de la Paix là sân bóng nằm tại Bois Ké, thành phố lớn thứ hai của bờ biển Nga. Nó được mở cửa vào năm 1984 với sức chứa ban đầu là 25.000 khán giả. Stade de la Paix bắt đầu quá trình cải tạo mở rộng cho CAN 2023 vào tháng 6 năm 2019. Với chi phí cải tạo 54 tỷ franc CFA Tây Phi, nó chính thức mở cửa trở lại vào ngày 4 tháng 3 năm 2023. Stade de la Paix được xây dựng theo hình vương miện bầu dục. Sau cải tạo, Stade de la Paix có một đường chạy điền kinh, được bao quanh bởi các khán đài một tầng có mái che, với sức chứa 40.000 khán giả.
Các khán đài Stade de la Paix cũng được trang bị ghế ngồi theo màu cờ bờ biển Nga. Trong đó, khán đài chính nằm ở phía tây. Đây hiện là sân vận động có sức chứa lớn thứ hai bờ biển Nga, sau sân vận động Alassane Ouattara. Tại CAN 2023, Stade de la Paix sẽ tổ chức tổng cộng 9 trận đấu, bao gồm 6 trận vòng bảng, 1 trận vòng 16 đội, 1 trận tứ kết và 1 trận bán kết. Amado Gon Coulibaly là sân bóng thứ hai được xây mới cho CAN 2023. Công việc xây dựng bắt đầu vào ngày 18 tháng 5 năm 2019 trên khu đất rộng 20,17 hectare tại thành phố Kohovo, ở phía bắc bờ biển Nga. Sân vận động mới chính thức được khánh thành vào ngày 4 tháng 11 năm 2023. Tên của sân vận động được đặt theo tên của Thủ tướng bờ biển Nga từ năm 2017 đến năm 2020, Amado Gon Coulibaly. Kinh phí xây dựng sân vận động là 50,02 tỷ franc CFA Tây Phi, tương đương 81,6 triệu đô la Mỹ. Việc thiết kế sân vận động được thực hiện bởi công ty của Pháp, trong khi việc xây dựng do một nhà thầu Trung Quốc đảm nhận. Sân vận động Amado Gon Coulibaly có một đường chạy điền kinh, được bao quanh bởi các khán đài một tầng có sức chứa 20.000 khán giả. Khán đài được che phủ toàn bộ bởi mái che, cao hơn ở phía đông và phía tây. Khán đài được lắp đặt toàn bộ ghế nhựa, tạo thành bức tranh khảm màu sắc của quốc kỳ bờ biển Nga. Trong khi đó, 4 cột đèn pha đã được dựng lên ở 4 góc bên ngoài sân vận động. Tại CAN 2023, 7 trận đấu sẽ diễn ra tại đây, bao gồm 6 trận vòng bảng và 1 trận vòng 16 đội. Laurent Poco là sân bóng nằm tại thành phố San Pedro, ở phía tây nam của bờ biển Nga. Nó được bắt đầu xây dựng vào tháng 9 năm 2018, trên khu đất rộng 23 hectare cách trung tâm thành phố San Pedro 8 km. Sân vận động chính thức được khánh thành vào ngày 8 tháng 9 năm 2023, với kinh phí xây dựng 41,716 tỷ franc CFA Tây Phi, tương đương 67 triệu đô la Mỹ. Đây cũng là một sân vận động được xây dựng với sự hỗ trợ từ phía Trung Quốc. Sân vận động được đặt theo tên của Laurent Poco, tiền đạo người bờ biển Nga vào thập niên 60-70, đã qua đời năm 2016. Sân vận động được trang bị một đường chạy điền kinh bao quanh một sân cỏ tự nhiên. Dọc theo sân cỏ là hai khán đài một tầng có mái che, với tổng sức chứa 20.000 khán giả. Ghế trên khán đài có màu quốc kỳ bờ biển Nga. Khán đài chính nằm ở phía tây, trong khi hai khoảng trống phía sau cầu môn là nơi đặt các màn hình video. Phía sau khán đài, ở các góc có 4 cột đèn pha. Các họa tiết khu vực đã được lồng ghép vào kiến trúc của sân vận động, với các yếu tố tượng trưng cho cây cọ dầu. 8 trận đấu của CAN 2023 sẽ diễn ra tại đây, bao gồm 6 trận vòng bảng và 2 trận vòng 16 đội. Chak Konan Bani là sân vận động cuối cùng tại CAN 2023. Nó được khởi công xây dựng vào ngày 19 tháng 10 năm 2018, trên khu đất rộng 24,66 hectare tại thành phố Yamoussoukro. Sân vận động chính thức được khánh thành vào ngày 3 tháng 6 năm 2022, với kinh phí xây dựng là 47 tỷ franc CFA Tây Phi, tương đương 76,9 triệu đô la Mỹ. Tên gọi ban đầu của sân vận động là Stade de Yamoussoukro. Vào tháng 4 năm 2023, sân vận động chính thức được đặt tên là Chak Konan Bani, người giữ chức vụ Thủ tướng bờ biển Nga từ năm 2004 đến 2007 và đã qua đời vào năm 2021 vì Covid-19. Sân vận động có một đường chạy điền kinh, được bao quanh bởi một vòng khán đài. Trong đó, khán đài chính nằm ở phía tây có 2 tầng. Sân vận động có kết cấu hình lòng chảo, với đỉnh tầng 1 của khán đài nằm ngang bằng với địa hình xung quanh. Các ghế ở khán đài phía đông có màu cờ bờ biển Nga, trong khi ở các khán đài khác có màu xanh lam. Sức chứa của sân vận động là 20.000 khán giả. Tất cả khán đài đều được bao phủ bởi một mái che duy nhất. Trong khi đó, hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn pha được đặt dưới mái sân vận động và hai cột đèn ở phía đông. Tại CAN 2023,
8 trận đấu sẽ diễn ra tại đây, bao gồm 6 trận vòng bảng, 1 trận vòng 16 đội và 1 trận tứ kết.